chào chương trình Khẩu Vị Ngôi Sao. Rất vui ngày hôm nay khi mà chương trình đến tham quan căn bếp của gia đình Phương. Cũng có bếp rồi một vài những cái vật dụng cần thiết, gia vị, nhưng mà nói chung là đơn giản như có thể, là bởi vì mình không có thường xuyên ở nhà. Và mình sẽ thấy cái tủ lạnh. Bây giờ cùng tham quan thử xem là tủ lạnh nhà Phương có gì nha. À không, mình sẽ mở ngăn trên trước, bởi vì ngăn này đặc biệt lắm. Thật ra đây là thực phẩm không phải Phương dùng mà ba mẹ Phương dùng nhiều hơn. Có hải sản, có tôm, mực với thịt bò. Đây là sừng tươi nữa nè. Với Phương thì không phải là người thường xuyên ăn thịt, cho nên những cái món này thường để dành để mà cho ông bà với lại cho La Vi nhiều hơn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đến với ngăn ở dưới nha. Đây, ngăn này là cái ngăn Phương thích nhất. Tên, cà chua. Nhãn là món La Vi thích. Bưởi là món Phương thích. Cà chua thì Phương ăn thay cho trái cây luôn, bởi vì cà chua rất là tốt, mà trái cây thì nó sẽ có cái đường tự nhiên ở trong đó. Nhưng mà ăn cà chua thì không có đường tự nhiên, cho nên là giảm cân cũng dễ. Và đặc biệt hơn nữa là trong tủ là có rất là nhiều những loại rau khác nhau. Rau muống nè, đó, rau muống thì xào cực kỳ ngon. Rau cải bẹ xanh, chúng ta để cuộn để chấm. Cải thìa, cải thìa, đó, chúng ta luộc lên, chúng ta chấm cũng ngon luôn. Nấu canh bằng rau dền, bổ máu rất là tốt. Có cả canh mùng tơi nữa, một món rất là đặc biệt của miền Bắc. Phương không ăn thịt thì mọi người sẽ hỏi rằng là Phương sẽ dùng protein và đạm từ đâu, thì đây, trứng gà, trứng vịt, trứng cút là các thể loại mà Phương thích. Và mọi người sẽ nói rằng là trứng không được ăn nhiều, thì Phương xin chia sẻ một cách, đó là chúng ta có thể ăn được nhiều trứng nhưng chỉ được ăn một lòng đỏ một ngày mà thôi. Thì như vậy là chúng ta có thể ăn số lượng một cách tối đa, không ảnh hưởng gì hết. Đó, tủ lạnh của Phương thì có nhiêu đó thôi. Bây giờ thì đã tham quan xong rồi, chuẩn bị thử xem là lát nữa tôi sẽ được ăn món gì đấy nhé. Combo là tới mấy món nữa đó hả? Trời ơi, vậy là nhiều lắm á. Nhưng mà rất là bình dân, như là rau muống xào nè, sữa nâng chào chua ngọt nè, rồi lẩu mắm nè, lẩu cá kèo, cá môn thái. Không biết nữa, chắc tại hồi nhỏ được mẹ cho ăn rau muống nhiều quá. Mẹ cho ăn rau muống nhiều quá. Tại Phương ngoài Bắc mà, cho nên riết là giống như phản xạ đi đâu là cứ nghĩ ngay đến món rau muống. Riết mà hồi nhỏ Phương có một biệt danh luôn, tại vì xưa Phương ốm lắm, nên là gọi là rau muống luộc không à. Còn những cái món mà chẳng hạn như đồ Thái này nọ thì Phương thích, là tại vì Phương thích ăn những cái món nào mà nó chua chua, cay cay, mặn mặn gì đó, không thích đồ ngọt. Ngày xưa thì cái lương thực chủ yếu của Phương rất là tiết kiệm luôn, chỉ là mì gói thôi. Nhưng mà bây giờ sau khi mà đã nghiên cứu rất kỹ về chế độ dinh dưỡng, sau khi sanh xong phải giảm cân này nọ, thì thực phẩm của Phương mang theo thường là trứng gà nè, trứng cút nè, trứng vịt nè, rồi các loại trái cây nè, mà trái cây chua nha, và cộng thêm nữa đó là rau củ và đậu hũ. Với lại do là Phương không phải là ăn thuần chay, nhưng mà Phương không thích ăn thịt, cho nên là chỉ trừ phi những cái đặc biệt cả gia đình phải nấu nướng với nhau, hoặc là những cái dịp tiệc tùng Phương mới ăn thịt thôi. Còn không, bình thường thì Phương thích ăn trứng với đậu hũ. Cái thứ đầu tiên Phương nghĩ đến đó là mì chính, hay gọi là bột ngọt. Trời ơi, phải nói là từ nhỏ là Phương chỉ thấy món ăn là một cái tô, là kế bên là phải để nó một cái chén ngang bằng cái tô đó, là chén bột ngọt để mình bỏ vô thôi. Và do là từ nhỏ Phương ăn thì Phương không có bị dị ứng với bột ngọt. Sau này nữa thì nói về ẩm thực miền Bắc, Phương nghĩ đến thêm một món thứ hai nữa, đó chính là mắm tôm. Đó là hai thứ mà Phương nghĩ nó rất là đặc trưng của miền Bắc.